Hello mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Cờ Vua của Đại Sẽ Chết. Thì hôm nay chúng ta là vừa đánh cờ và vừa cùng nhau phân tích tiếp nha. Hôm nay thì đánh phòng thủ anh đi. Ít khi mình gặp phương án ăn gô lắm nha. Phương án này khá là hiếm gặp, tại vì cơ bản là ít bạn bỏ tốt ở vị trí D5 như thế này á. Thông thường thì mình sẽ đẩy E4 luôn, nhưng mà thông thường thì E3 nó khá là an toàn nên mọi người sẽ ưu tiên đẩy E3 nhé. Chỗ này thì rõ ràng E6 là phương án tốt rồi đúng không? E6 đối phương lùi tượng về lão về á, nhất một tốt nó hơi chậm một xíu. Đương nhiên là nếu đối phương ăn vào vị trí tốt ở ô B2 thì chúng ta có khá là nhiều cách để chúng ta phản công. Ví dụ sẽ B1 chúng ta lấy được cái cục mở đây. Mình nghĩ là tưởng lên thôi. Hậu ăn B2 thì chỗ này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ phát triển C ra C1, về sau thì phát triển tượng lên nhập thành, xong rồi đối phương sẽ khá là chậm nên tốt, cảm giác là tốt B2 là con tốt mà thí thì vẫn chả có vấn đề gì cả. Đối phương sẽ tìm cách đẩy tốt lên để mở đường cho tượng phát triển đấy, thông thường sẽ là vậy. Chỗ này thì chúng ta sẽ đối phương lùi về, chúng ta lên tượng rồi nhập thành thôi. Mình thì không muốn phức tạp hóa bất cứ gì, đối phương có thể ăn vào và chúng ta có thể tiếp tục tấn công. Nhưng mà rõ ràng là nếu đối phương cứ sa đà vào cái việc tấn công và không lo nhập thành thì cờ đối phương rất là dễ rơi vào cái tình trạng là bị chúng ta tấn công liên tục. Ví dụ như giờ mình cảm thấy là nước E6 khá là chậm rồi, tại vì E6 mình sẽ đẩy E5 tấn công đối phương, tấn công mã, mã chạy thì hậu lên C ra tấn công là tốt B2. Mọi người thấy là cờ đối phương sẽ bị chúng ta tấn công rất là dữ dội. Bạn này quyết định là lùi về và mình nghĩ là mình sẽ đẩy tốt tấn công cùng hải bạn. Mã bạn sẽ lên D5, mình đoán là vậy. Sau đó mình sẽ trao đổi và mình sẽ lấy cái cục C trên cho C. Chẳng rồi, tốt bạn sẽ ăn lên hoặc là hậu ăn qua. Nếu hậu ăn qua thì mình sẽ có nước tượng lên tấn công hậu. Đúng rồi, ăn, 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 ăn. Nhưng mà rõ ràng khi tượng ăn xuống thì mình sẽ lấy tốt ăn lên. Mình sẽ duy trì hậu lại để tấn công đối phương và đối phương phải di chuyển hậu qua. Nói chỗ này thì chúng ta có thể lấy lại con tốt mà chúng ta đã mất bằng hậu B3 tấn công vào vị trí ở ô F2. Chỗ này gần như là đối phương phải đẩy E6 và lấy lại con tốt mà chúng ta đã mất. CB8 thì họ sẽ xấu. Bây giờ thì mọi người thấy là trong cái cờ này thì chúng ta lấy lại được tốt và chúng ta đã mất này. Đồng thời thì chúng ta có tốc độ phát triển quân nhanh hơn đối phương này, và mọi thứ quân của chúng ta cũng tích cực hơn. Đối phương chọn C qua ô. C qua ô D8 à. Chỗ này mình rất là muốn buông cái trung tâm ra, nhưng mà cảm giác là vẫn nên ăn tốt ở vị trí C6 đã. Vừa phòng thủ tránh bị tốt chồng, đồng thời về sau tạo áp lực vẫn tốt, đe dọa đẩy tốt, tạo áp lực khá là nhiều cách. Bạn lên hậu lên tượng chứ, bây giờ chỗ này cờ chúng ta đang hơn một tốt so với đối phương và chúng ta nên làm gì? Nếu mình để tốt thì
chưa được, cảm giác là chưa được ấy. Mình đang rất là muốn phức tạp hóa cái cờ này lên, làm cho đối phương khó lòng trong việc chấp thành, nhưng mà cảm giác là chưa được, và mình đang nhắm tới nước mã lên. Mã lên hoặc là tượng lên. Tượng lên thì nó nhìn chung nó cũng khá là thú vị, nhưng mà tượng lên thì đối phương ăn xuống đây nhé, nên mã lên đi. G5. Mấy G5 để làm gì? Để F3 mọi người. Mấy G5 F3 hoặc là H3. H3 G4. H3 tượng H4 thì H3. Chỗ này có nước ơi, xin khá là thú vị vô chỗ chỗ đây. Đây. Mã vào đây tấn công đôi G4 luôn. Nước không phải lùi về. Thì mình có nước mã vào đây. Mã vào đúng không? Mã vào tấn công đôi. Đấy. Tốt ăn lên, tụi ăn xuống, đúng phương chạy vua, tụi ăn về đây. Ở chỗ này, đúng phương chạy ra đây thì chúng ta ăn con mã. Đấy. Nên quân thì chúng ta, mọi người thấy là mặc dù mình để tốt H và tốt G hơi cao, nhưng mà hậu đối phương khá là lẻ loi ở bên cánh cánh hậu, làm cho cái việc mà tấn công chúng ta thì rất là khó. Chỗ này chiếu thì chúng ta là con mã, và chúng ta lời thêm hai con tốt nữa. Nếu đối phương lùi về thì chỗ này thì chúng ta có con tốt thông một vị trí E6, và tường của chúng ta rất mạnh. Ở đây thì nước tiếp theo chắc là mình sẽ để E6 thôi, hoặc hậu E6, hậu E6 C6 luôn, tạo áp lực lớn vào thế trận này. Cảm giác là khá là nhiều đòn chiến thuật dành cho cờ của chúng ta ấy. Đặc biệt là việc hy sinh hậu và G6 này, cảm giác là tương lai có thể, nhưng mà chưa được. Nên giờ xem B1 và C8, C8 để tìm cách thọc con xe xuống tấn công chúng ta thôi. Chứ cũng không là gì. Mà mọi người nhìn thấy là chúng ta có hai nút thông đúng không? Chúng ta có hai nút thông, một nút D, một nút E. Đặc biệt là nút E5 sẽ sẵn sàng đẩy lên ô E6, củng cố cho tường và đẩy tốt, đẩy tốt. Thì thứ trận này nó khá là đơn giản, nhìn cho cờ nhìn thẳng người. Đối phương có thể lùi về, nhưng mà sau nút củng cố này thì mình thấy đối phương không còn cơ hội nữa. Đối phương có thể suy nghĩ tới nước hậu D3, hậu D3 để tìm cách đưa tượng lên. Để tốt. Sau nước để tốt này mình sẽ lùi tượng về đổi hậu đối phương, xong rồi đưa tượng lên tấn công trên đường chéo. Chỗ đây thì phải cẩn thận cái nước CH mà hậu ăn H3 xíu là được. Mình đang nghĩ tới nước việc chạy xe ra để đẩy tốt lên, nhưng mà mình nghĩ là lùi về là cách đơn giản nhất. Chỗ này mọi người thấy là chúng ta lùi về thôi, bắt đường hậu tấn công trên hàng cây số 3. Đối phương thì đổi thì lên tượng. Đương nhiên là cái việc mà đối phương đẩy tượng lên là nó không hợp lý nữa, tại vì đẩy tượng lên đúng không, đẩy tượng lên thì tượng ăn vào sẽ ăn lên đẩy tốt để xe xuống. Đối phương qua phòng thủ và hậu, à nếu hậu ở đây đối phương đẩy tốt. Qua đây khều thử cái đối phương đi đâu. Mình có thể đẩy tốt xuống nha. Tốt ăn qua xe qua đây tấn công vào tốt này. Đối phương lên vua. Mình chỉ là đơn giản này. Đấy. Không còn làm gì đâu. Giờ F4. Sau F4 để sau nước F4 để F5, để F5 để F6. Đấy. Thì cờ rất là đơn giản rồi.
đối phương đẩy thì gọi là tốt lên thôi, mình chưa thấy nhiều cái vấn đề ở chỗ này. Rồi đối phương ăn 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 đây, vấn đề đối phương ăn đây chúng ta ăn đây, đối phương ăn lên chúng ta tựa xuống. Đối phương ăn lên chúng ta ăn lên chiếu, chết xe, và đối phương không làm gì thì chúng ta ăn xuống, chúng ta để tốt. Chỗ này nước để tốt hơn bị đe dọa luôn. Đối phương ăn, chỗ này chúng ta sẽ ăn về. À, đối phương có nước lên đây. Vậy thì ăn ăn con này trước đi. Giờ đối phương làm gì? Rõ ràng là đối phương lấy tốt ăn lên, chúng ta ăn xuống, ăn qua, ăn xuống. Còn đối phương rất nguy hiểm. Có lắm. Bạn lên đây chiếu. Chiếu đây gần như là thua rồi. Tại vì đơn giản là vua lên thì qua đây chiếu, hậu qua ăn qua chiếu hết. Xe ăn lên chúng ta ăn xuống chiếu, vua qua đây hậu lên đổi. À đổi hậu chiếu. Đổi hậu chỗ đây nè. Mình nghĩ là nên đổi hậu chỗ đây. Đổi hậu chỗ đây là hợp lý nhất nè. Đối phương ăn qua chúng ta ăn về. Còn nếu đối phương âm mưu làm gì đó thì có nước hậu E8. À, bạn ăn đây à? Như vậy thì chiếu đây, mình xuống xe đây thì đối phương đi đâu nè? Mình đánh đơn giản nhé, mình đánh đơn giản là mình đánh như thế này. Và đối phương đâu có đe dọa gì nhiều đâu. Đối phương chiếu đây thì lùi về đỡ luôn. Lùi về đây. Đối phương qua đây cảm giác nó hơi yếu một xíu. À từ từ, xuống đây đối phương lùi về đây chiếu thì ăn qua đúng không? Ok xuống đây đi. Nếu đối phương chiếu đây thì chúng ta lùi tượng về, chúng ta block nước chiếu và chúng ta đe dọa nước hậu G7 luôn, là đối phương bắt buộc phải hậu G6. Hậu B6, tượng E3, hậu G6. Hậu G6, C lên ô F. C F5 là cờ thắng luôn. Tượng E3, hậu G6. Gần như là bắt buộc, không còn lựa chọn nào khác. Thì C F5 và C G5 thì rất là khó đỡ được. Tại vì mình đến đây dạo này, đúng phương chỉ có hai lựa chọn thôi, qua G6 hoặc qua H6. F đấy thì giờ C F5. Sau đó C F5 thì cờ đối phương có nước chiếu gì nhất, chúng ta lên vua hết chiếu. Hết chiếu thì làm sao đỡ được lúc này? Chạy vua, chạy vua cũng không được. Chạy vua chiếu chiếu thì chúng ta qua, chúng ta vẫn kim hậu và vua đối phương. Vì vậy mà bạn không có chạy vua trước né cái đồng kim thì được. Ví dụ như vua H8 thì xe qua chiếu đi đối phương. À xe vua, à vua cũng đâu đi được đâu, kiểm soát hết rồi, né vua trước cũng không được nữa. Đấy, H8 H7 được không? Được. À, xe D1 cũng không được. Mình nghĩ là bán này bạn này thua á. Thường thì cảm giác là bạn này hơi bị mất nhiều tem trong cái phần khai cuộc quá. Bạn này lùi vào đây luôn thì để làm gì? Rõ ràng chúng ta có thể chiếu. Bạn này đi đâu? Chiếu tiếp. Chúng ta có thể chiếu đây. Tượng lên đỡ hoặc hậu đỡ, xuống đây đỡ, chắc là ăn qua chiếu. Chiếu đúng, bạn dần thua rồi. Tới cùng nhau phân tích nhé.
Rồi. Thông thường thì ít khi gặp cái phương án angle này lắm. Nhưng mà trong thế trận này khá là ổn. Và performance của chúng ta tầm 2/3 là khá là cao nhé. Xem lại nè. Và mọi thứ đều khá là ổn. Cái này nước cờ này không tốt mà. Cái này nên lên hậu. Mình thấy mọi thứ đều rất là ok. Xe và đây. À đúng rồi. Lúc nãy mình quên nói với mấy bạn mình phải đây. Đó. Và đối phương tốn rất nhiều thời gian để phát triển quân. Và làm cho cờ đối phương bị yếu. Ấy. Thằng này xe lên á, xe lên lại xuống để bị ghim. Ok, vậy là ăn được tượng đen thay vì ăn được mã, nhưng mà mọi thứ đều khá là ổn trong tình huống này rồi. Rồi đấy, cờ thì chúng ta thắng khá là đơn giản như thế này thôi. Sau nước này thì nước phương lùi về chưa hết thôi. À, rồi chắc là ván đấu của chúng ta chỉ đến đây thôi nhé. Cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người, bye bye.